Bữa nay trân trọng giới thiệu với bà con chúng ta một cái can siêu dưỡng cây và một cái chai rồng xanh kéo đọt. Cái sản phẩm này mình quay cũng rất là nhiều lần và nhiều bà con chúng ta đã sử dụng cái sản phẩm siêu dưỡng cây này để tưới gốc. Một cái can siêu dưỡng cây pha cho 2.000 lít nước chúng ta tưới gốc nha bà con. Trời ơi, siêu dưỡng cây này nó tốt dữ lắm bà con. Trong này có gì? Có amino acid, có rồng biển, tạo biển, có fulvic, có 17 loại acid amin, có đầy đủ các cái dưỡng chất bà con chúng ta không cần phải sử dụng phân bón NPK, không cần phải sử dụng phân bón hóa học nào cả. Chúng ta pha cho 2.000 lít nước chúng ta tưới gốc. Canxi dưỡng cây này là một dạng phân bón hữu cơ khoáng, là một dạng phân tùng hữu cơ khoáng. Nó là một cái dạng mà nano đậm đặc và được thủy phân, sau đó qua gia nhiệt, trời ơi, nó thơm cái mùi gì bà con biết không? Nó thơm cái mùi su sa, mùi rong biển đó bà con. Lâu lâu mấy đứa nhỏ nó ưa ăn rong biển đó. Đó, có cái màu xanh xanh của rong biển. Vâng, cái sản phẩm siêu dưỡng cây này nó được tinh chế ở một cái dạng nano. Nano là những hạt siêu nhỏ đưa vào cái cây chúng ta, nó thẩm thấu và nó ăn cực kỳ nhanh. Cái can siêu dưỡng cây này nó rẻ không, cực kỳ rẻ luôn. Một cái can như thế này mà pha cho 2.000 lít nước hiệu quả không? Trời đất ơi, hiệu quả. Bà con chúng ta cho 5 sao về siêu dưỡng cây liền. Vậy thêm một cái sản phẩm mà siêu dưỡng cây chúng ta tưới dưới gốc rồi, bây giờ còn cái sản phẩm nào để phun ở trên lá không? Rồng xanh kéo đọt. Một con rồng mà nó màu xanh, một con rồng mà màu xanh mà cái ruột đó thì màu đỏ. Rồng xanh kéo đọt, bà con chúng ta pha cho 400 lít nước. Rồng xanh kéo đọt này cực kỳ hiệu quả trong cái giai đoạn thúc cơi ở dưới, quất siêu dưỡng cây, tưới nó 7 ngày 10 ngày tưới 1 lần. Ở trên rồng xanh kéo đọt cũng vậy, 7 ngày 10 ngày mình tưới phun 1 lần. Cái rồng xanh kéo đọt này là nó thúc cơi rất là mạnh mẽ. Ở dưới chúng ta cung cấp cái siêu dưỡng cây cho cây nó ăn đi, cho cây nó ăn phà bằng siêu dưỡng cây này. Cây chúng ta nó sẽ sung mãn, không cần phải sử dụng phân bón hóa học, không cần phải sử dụng phân bón NPK. Tại vì trong siêu dưỡng cây này có đầy đủ hết, có đa lượng, có trung lượng, có vi lượng, có siêu vi lượng, có amino acid, có rong biển, có tạo biển, có fulvic, có 17 loại acid amin. Trời ơi, nói anh cái mà em đẹp trai dữ trời. Rồi, sản phẩm này của Willow Farm có ở trong cái giỏ hàng. Rất là nhiều bà con chúng ta đã sử dụng cái sản phẩm này để thay thế phân bón hóa học. Bữa nay dạy gì sử dụng phân bón hóa học, dạy gì mà dát cái bao phân chà bá đi rải nữa. Bỏ cái siêu dưỡng cây này qua cái bồn chúng ta tưới gì đó, cây nó hấp thụ hiệu quả. Bữa nay chúng ta sử dụng cái chai rồng xanh kéo đọt này, chúng ta phun để chúng ta kéo đọt. Trời ơi, đọt năm mập thù lù, lá nó xanh lá dày, không còn rụng lá già, không còn cháy lá nữa. Hiệu quả không? Hiệu quả. Sản phẩm này có ở đâu? Có trong cái giỏ hàng đó bà con.